bắt nguồn từ Hòn Gia Lê ở Khánh Vĩnh. Sông Cái chảy về xuôi, tách thành hai nhánh đổ ra Vịnh Nha Trang. Một nhánh đổ ra Cửa Bé theo sông Quán Trường, nhánh còn lại đổ ra cửa biển Đại Cù Huân. Sông Cái Nha Trang xưa có tên gọi khác là sông Cù, từng là huyết mạch giao thương từ cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19. Góp phần phát triển kinh tế, văn hóa của các làng bến ven sông như Vĩnh Điềm, Ngọc Hội, Lư Cấm, Vĩnh Hội. Theo lời của nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử Nguyễn Tứ Hải, ít ai biết rằng trước khi trở thành một trong những biểu tượng đẹp của thành phố Nha Trang, khu vực cửa sông Cái Nha Trang đã từng đầy những ngôi nhà chồ nhỏ, chật chội và mọc san sát. Nhờ tuyến giao thông huyết mạch này mà các làng mạc ven sông đã dần đổi thay. Cửa Cù Huân nổi tiếng một thời, đó là gì? Đó là dưới thì thuyền, trên thì đường núi sông của thành phố. Và có thể thấy rằng là cái bến Trường Cá nổi tiếng của cả một cái khu vực. Nó còn chứng kiến là sự chuyển đổi giữa văn hóa của xứ Trầm, cái tín ngưỡng thờ mẹ đi liền với lại khai thác cái thủy sản, rồi khai thác lâm thổ sản, nó tạo ra một cái sự tam giáo đồng hành. Dân gian nói là nhất cận thị, nhị cận giang, cả hai cái đều có ở dòng sông này. Vươn ra của biển khơi thì bên này hai bên bờ là thành phố, nơi giao thương có thể nói là huyết mạch giao thông của ngày xưa. Cửa sông Cái Nha Trang đã ghi lại dấu ấn giao thoa văn hóa Kinh và Chăm mà cụm tháp bà Ponaga là minh chứng sống động. Sự kết hợp giữa tín ngưỡng thờ mẹ xứ sở của người Chăm và thờ mẫu của người Kinh đã hình thành nên hình tượng Thiên Y Anna Thánh Mẫu. Được xây dựng từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 13, tháp là công trình tiêu biểu cho nghệ thuật và điêu khắc của người Chăm. Khi mà cái dòng sông Cái đi ra đến vùng cửa biển rồi, ông cha ta xưa đã chọn cái mảnh đất này để xây dựng cụm tháp thờ bà mẹ xứ sở. Khi mà người đồng bào Kinh vào để tiếp biến rồi xây dựng thành cái hình tượng mẹ Thiên Y Anna Thánh Mẫu. Bởi vì đồng bào Chăm thờ mẹ xứ sở, đồng bào Kinh thờ mẹ Liễu Hạnh, thế là đồng bào Kinh và đồng bào Chăm giao thoa tiếp biến một văn hóa với nhau thì thành người mẹ Thiên Y Anna Thánh Mẫu. Cái cụm tháp được xây dựng gạch trồng gạch, chúng ta bắt gặp những cái hình khối mang đậm tính mỹ thuật rất cao, đang còn là những ẩn số của các nhà khoa học. Quần thể gồm 4 tháp, trong đó tháp chính Ponaga cao 23 m, thờ Thiên Y Anna Thánh Mẫu. Tượng thần Shiva và các hoa văn chạm khắc tinh xảo phản ánh tín ngưỡng thờ thần của người Chăm. Cũng như nhiều đền tháp của người Chăm đã được xây dựng dọc dài đất nước, tháp bà tồn tại qua hàng thế kỷ. Hàng năm, từ ngày 20 đến 23 tháng 3 âm lịch là thời gian diễn ra lễ hội tháp bà. Hàng ngàn người Chăm từ khắp nơi hành hương về, họ gửi gắm ước nguyện và cầu xin sự che chở của Thánh Mẫu Thiên Y Anna. Cộng đồng người Chăm từ xưa thì do cái bàn tay của mẹ đã tạo ra, xây dựng cho cái nước, tạo cho con cháu như là biết dệt vải, biết trồng lúa trồng cây này nọ, thì người Chăm bây giờ là rất là tôn kính mẹ, thì cho nên là ra đây cúng để báo hiếu cho mẹ là đầu tiên, rồi sau đó là mình mới cúng cầu an cho gia đình. Dưới chân tháp cổ nằm bên dòng sông Cái, những điệu múa và âm nhạc truyền thống của người Chăm vẫn vang lên mỗi ngày theo bước nhảy của các thiếu nữ Chăm. Họ vui khi gửi đến du khách gần xa âm nhạc truyền thống của dân tộc mình. Họ tự hào khi sống với nét văn hóa đó mỗi ngày. Qua bao thăng trầm của thời gian, tháp bà cổ kính vẫn soi bóng bên dòng sông Cái hiền hòa như bầu sữa mẹ ngọt mát, mang lại sự sung túc và no ấm cho cư dân đôi bờ. Cái dòng sông Cái hiền hòa
tuôn chảy tạo thành một cái ngã ba thủy, tích thủy sinh lợi. Và con làng này thế chứ suốt dặm dài khu vực bờ sông hưởng cái lộc phước báu của cái tự nhiên đem lại cho. Có lẽ vì thế mà sông Cái được ví như dòng sông của các làng nghề, nơi mang lại phước lành và sự thịnh vượng của cộng đồng ven sông. Chúng tôi về làng gốm Lư Cấm, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, nơi nghề gốm từng mang lại cuộc sống ấm no cho người dân. Hình thành vào cuối thế kỷ 19, gốm Lư Cấm được làm từ đất sét ven sông Cái. Là người con của làng gốm Lư Cấm, ông Phan Hữu Đức đã gắn bó suốt đời với những thăng trầm của làng nghề. Nguyên một cái làng ở dưới Lư Cấm họ làm rất là nhiều. Nhà nhà làm, đi từ đầu đường đến cuối đường họ làm hết. Đi chỗ nào cũng thấy lò. Còn trước đó là họ làm những ống heo rồi gì đó. Mà sau này thì thấy cái nghề này nó phát triển được, làm bán được, đầu tư vô trong này họ làm toàn bộ này. Lúc đó làm bao nhiêu bán được hết bao nhiêu, thành ra cuộc sống lúc đó nó thoải mái lắm. Trải qua bao biến động của thời gian, sản xuất gốm giờ đây đã thu hẹp, mẫu mã chỉ còn lại lò nung đất và cũng chỉ còn vài hộ gắn bó với nghề. Không còn làm thủ công như trước, gốm này đã có máy móc hỗ trợ, chỉ cần vài phút là đã cho ra một chiếc lò. Công việc bớt nhọc công hơn, nhưng vẫn đòi hỏi người thợ phải có sức khỏe. Ở đây là công đoạn thứ hai, làm đất xong rồi đổ ra một cái đó, đổ ra một cái làm gì xong rồi ra chuyển và làm, mình lấy cái mặt này cho nó, mình cắt xuống 3 gam tỏi nó không bị cao thấp. Hồi xưa mình đắp, ba cái cục này lên á, thì nó bị tình trạng cái cao quá thấp, tay làm tay mình đâu đều đâu. Còn này mình đưa vô mình gọt á, thì nó rất là đều luôn, không có bên nào cao, bên nào thấp hết. Đất sét từ sông Cái sẽ được ngâm qua đêm, sau đó trộn với trấu đã đốt thành than. Sau khi nhào nhuyễn, sẽ được đưa vào khuôn để tạo hình. Sau khi tạo hình, lò đất được phơi vài ngày trước khi nung. Khi men chảy, lò được ủ tro từ 3 đến 4 ngày để nguội dần, cốt giữ cho được màu cam đất sau nung. Dù nhu cầu tiêu thụ không còn nhiều như trước đây và cũng nhiều người không còn mặn mà với nghề, nhưng anh Nguyễn Phú Quốc vẫn lặng lẽ gìn giữ nghề truyền thống của cha ông. Là mình làm cái này nó quen rồi á, nên là thích làm. Có nhiêu ăn nhiêu nó vậy á. Tại do hồi giờ là 20 năm làm quen ở người đó. Mình cứ làm, cứ theo chỗ nào mà nghỉ thì thôi, vậy thôi. Mỗi sản phẩm đất nung là kết tinh từ đôi tay khéo léo và kinh nghiệm truyền đời của người thợ. Gốm vì thế đã ăn sâu vào tiềm thức, gắn bó máu thịt với mỗi người con đất Lư Cấm, một làng nghề nổi tiếng ven sông Cái bao đời nay. Cùng với nghề gốm, cửa sông Cái từng nổi tiếng với nghề đóng tàu vỏ gỗ ngay giữa thành phố du lịch Nha Trang. Ông Nguyễn Hoàng Thảo đã gắn bó hơn nửa thế kỷ với nghề này. Trong ký ức của ông, vùng đất xưa từng hoang sơ, bên thì sông nước, bên thì cầu nổi, lau sậy nối nhau quá độ người. Khó khăn là vậy, nhưng không thể lay chuyển ý chí và sự kiên định của những người thợ ngày ấy. Sự ra đời và phát triển đến nay của một trong những cơ sở đóng và sửa chữa tàu lớn nhất ở Nam Trung Bộ là một minh chứng. Hợp tác xã đóng tàu Sông Thủy Nha Trang là đã tồn tại từ năm 1977 cho đến nay. Và bên bờ sông Cái Nha Trang, một cái địa điểm rất là thích hợp cho việc đóng mới và sửa chữa tàu thuyền và làm nước tàu thuyền cho bà con ngư dân. Trong tỉnh Khánh Hòa và kể cả các tỉnh bạn thì đóng tàu rất là nhiều tàu, và công việc làm của bà con xã viên ngành nghề đóng tàu rất là làm không hết việc. Cho nên rồi là
cái hồi, lúc bây giờ thì bà con có cái đời sống rất là ổn định. Như chiếc tàu này, khi vừa cập bến sẽ được kéo lên bằng hệ thống tời, rồi được đưa lên bãi để chờ làm nước. Làm nước là công đoạn bảo dưỡng tàu, từ khâu chà trông, cạo hà, rồi sám các đường riêng vỏ tàu. Cuối cùng được làm mới bằng sơn kỵ hà trước khi hạ thủy. Xuôi theo những chuyến tàu ra cửa sông Cái, chúng tôi bắt gặp nhiều ngư dân vẫn duy trì cách đánh cá thủ công. Theo anh Huỳnh Văn On, đập cá là cách bắt cá đơn giản và độc đáo của ngư dân. Chỉ cần một tấm lưới và mái chèo gỗ, thường áp dụng ở vùng nước động nhiều rong rêu hay những hốc đá mà cá thường kiếm ăn. Nãy giờ cứ đưa ra cá. Đập để cho kế nó đóng, nó nhét, nó chạy để nó đóng lưới. Còn nếu mà quýnh mà không đập không đâu nào có kế. Đó, con kế ở trong sông mà phải gì, phải đập, nhờ đập được cái kế thống chứ. Còn như đâu phải như ngoài biển, người ta quýnh hàng dài đó, tự nó mang thôi. Còn ở trong sông mình quýnh cái tấm lưới một thì cái khúc tự mình đập thì kế nó có kế, nó sợ nó đâm vô lưới chứ. Còn không đập là không có kế nữa. Cá sông Cái nổi tiếng ngon. Nước chà hai tạo môi trường lý tưởng cho nhiều loài như cá đục, cá liệt, cá căng, cá róc, cá hồng và nhiều loại khác. Những năm gần đây, nguồn lợi thủy sản tự nhiên đang dần cạn kiệt, đời sống của ngư dân thêm phần khó khăn. Ấy vậy mà buồn vui hay được mất ở cửa sông này đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của họ. Hồi xưa thì ké nó nhiều, đủ dạng ké. Nói chung mình không biết nói luôn á, chứ không biết con ké luôn á, thấy ké mà không biết tên con ké luôn á. Này bữa nay thì nó ít rồi. Cuộc sống của sông Cái này nếu mà cái khó khăn đi nữa thì dân người ta cũng bám, người ta cũng làm thôi, chứ còn ngồi đây sao ta bỏ được. Còn sông còn ké thì người dân phải còn làm à. Sông Cái Nha Trang, nơi bao thế hệ được sinh ra, lớn lên và mưu sinh trên dòng sông này. Sông đã gắn bó với ký ức tuổi thơ của đời ông, đời cha và biết bao nhiêu thế hệ nối tiếp. Họ lại tiếp tục kể về cuộc sống sông nước, về huyền tích thánh mẫu Thiên Y Anna, về thịnh suy của những làng nghề và những phận đời bươn chải vươn lên nơi cửa sông.